Chào bạn, tên tôi là Bá Ngọc, hiện đang là quản lý trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com, chuyên phân phối những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Nhắc đến đất nước Hàn Quốc là một trong những quốc gia rất là nổi tiếng về sâm đúng không ạ? Và sản phẩm cao hồng sâm là một trong những dòng sản phẩm có giá trị rất là cao đối với sức khỏe chúng ta. Tuy nhiên thì Bá Ngọc biết rằng có rất nhiều người vẫn chưa hiểu hết được những công dụng của sản phẩm cao hồng sâm. Và trong video ngày hôm nay thì Bá Ngọc xin chia sẻ 8 cái tác dụng tuyệt vời của sản phẩm cao hồng sâm. Tác dụng thứ nhất, giảm căng thẳng và stress. Ở cuộc sống chúng ta có rất nhiều những cái bộn bề, những cái lo toan dẫn đến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và stress. Thì khi chúng ta sử dụng sản phẩm cao hồng sâm sẽ giúp giảm sự mệt mỏi về thể chất lẫn cả tinh thần, giúp đầu óc chúng ta và cơ thể chúng ta cảm thấy thoải mái và sảng khoái hơn. Tác dụng thứ hai đó là tăng cường sự hoạt động của não bộ. Với những người lao động bằng trí óc hay ở những người mà thường xuyên phải chịu những áp lực cao, thì khi chúng ta sử dụng sản phẩm cao hồng sâm đúng với liều lượng sẽ giúp kích thích sự hoạt động của não bộ, tăng khả năng tập trung, tăng khả năng ghi nhớ, đặc biệt đó là giúp cải thiện về trí nhớ. Tác dụng thứ ba, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa ung thư. Nhờ cái thành phần rất là đặc biệt có trong sản phẩm cao hồng sâm đó là ginsenosi RH2 và RG3. Đây là một trong những loại thảo dược quý có tác dụng quan trọng trong việc hỗ trợ và ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư, giúp nâng cao hệ miễn dịch và phòng chống ung thư hiệu quả. Tác dụng thứ tư, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa các bệnh lý về gan. Cuộc sống ngày hôm nay do thói quen ăn uống, thói quen sinh hoạt, đặc biệt là thực phẩm bẩn ngày càng tràn lan, hay ở những người phải thường xuyên sử dụng rượu, bia, thì dẫn đến cơ thể chúng ta nhiễm độc rất là nhiều. Và gan có một chức năng rất là quan trọng đó là thải độc. Thì trong sản phẩm cao hồng sâm có một trong thành phần rất là quan trọng đó là saponin. Thành phần saponin giúp kích thích sự hoạt động của các enzyme, giúp gan thải độc tốt hơn, từ đó ngăn ngừa các bệnh lý về gan như là gan nhiễm mỡ, viêm gan hay là xơ gan. Tác dụng thứ 5, điều hòa huyết áp và ổn định huyết áp. Sản phẩm cao hồng sâm có tác dụng điều hòa huyết áp, đặc biệt nữa là giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể, ngăn ngừa các bệnh lý về sơ vữa động mạch hay là các bệnh lý về huyết áp. Tác dụng thứ 6 đó là phòng chống loãng xương. Sản phẩm cao hồng sâm có tác dụng điều tiết hormone estrogen trong cơ thể, giúp tăng khả năng hấp thu canxi và các khoáng chất, từ đó giúp xương chắc khỏe hơn và phòng chống loãng xương hiệu quả. Tác dụng thứ 7, đây là một trong những tác dụng rất là đặc biệt, đó là phòng chống lão hóa và làm trẻ da. Có rất nhiều những công trình nghiên cứu và chứng minh rằng trong sản phẩm cao hồng sâm có một thành phần rất là đặc biệt đó là ginsenosi. Đây là một trong những cái thành phần rất là quý hiếm, có tác dụng đó là phòng chống sự lão hóa, trung hòa các gốc tự do, giúp da của chị em phụ nữ ngày càng đẹp hơn, tươi sáng hơn. Cùng với đó nữa giúp cân chỉnh nội tiết tố của các chị em phụ nữ, từ đó giúp các chị em kéo dài thời kỳ xuân sắc, đặc biệt là mờ những vết thâm, vết nám, hay là giúp da chúng ta căng hồng hơn, tránh được hiện tượng những cái nếp nhăn hay là những vết chân chim ở trên da. Tác dụng thứ 8, đây là một tác dụng rất là đặc biệt đối với các em nam giới, đó là giúp tăng cường khả năng sinh lý. Có rất nhiều những công trình nghiên cứu chứng minh rằng sản phẩm cao hồng sâm có tác dụng tổng hợp đạm và DNA, giúp bổ thận, tráng dương, giúp lưu thông khí huyết tốt hơn và rất là tốt, hỗ trợ trong điều trị việc vô sinh của các em nam giới ạ. Vừa xong thì Bá Ngọc đã chia sẻ 8 công dụng tuyệt vời của sản phẩm cao hồng sâm đối với sức khỏe chúng ta. Nếu bạn hay những người thân trong gia đình quan tâm về sản phẩm cao hồng sâm hay là cách mua hàng như thế nào thì bạn có thể kéo xuống phần phía dưới mô tả của video này, kích vào đường link koreashop24h.com, hoặc bạn mong muốn Bá Ngọc hay là những chuyên gia hàng đầu của koreashop24h.com tư vấn trực tiếp thì bạn có thể gọi đến số hotline 0904 363 985. Bá Ngọc xin nhắc lại 0904 363 985 để được Bá Ngọc hay những chuyên gia hàng đầu của Koreashop tư vấn trực tiếp. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau.